Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Huy Trung Auto. Bên em chuyên mua bán trao đổi các loại ô tô cũ đã qua sử dụng nha em. Hôm nay bên em về cho anh em một mẫu xe 7 chỗ máy dầu số sàn. Con này là con Ford Everest 206 nha em. 206 máy dầu số sàn. Xe thì có nước sơn màu trắng rất là đẹp nha em, màu trắng. Trắng tinh luôn, rất là bóng nha. Em cho vệ sinh ánh bóng lại rồi. Xe thì có đèn bi rồi nè, rất là sáng, đèn bi đèn cản đầy đủ nha em. Biển 75 Huế. Anh em mua thì bên em chịu trách nhiệm rút hồ sơ cho anh em. 176 triệu nha anh em, Ford Everest 176 triệu đồng thôi. Rất là hợp lý luôn, bao vận chuyển cho anh em mình toàn quốc nha. Hồ sơ anh em rút thì bên em chịu trách nhiệm rút cho anh em, nhưng mà phí là anh em chịu. Còn bên em bán thì 176 triệu, bao vận chuyển nha anh em. Ford Everest. Con này thì rất là lợi dầu nha anh em, rất là lợi dầu. Đó. Lốp lắp theo xe vẫn còn rất là đẹp nè, lốp lắp còn tương đối là mới nha anh em, mâm đúc theo xe mà được phay lại rồi. Nhìn cho xe nó mâm nhìn nó sang hơn nha em. Dòng thì cao ráo rộng rãi, đi lợi dầu bền bỉ nha em, lợi dầu bền bỉ. Dòng Everest này thì nói chung nổi tiếng tại Việt Nam mình rồi, đến giờ nó vẫn còn sản xuất xe đời mới mà. Đó, xe đời mới của nó cũng rất là đẹp. Xe thì cũng được lên màn hình Android rồi, camera lùi đầy đủ nha em, âm thanh loa đài rất là hay. Nội thất ngoại thất rất là đẹp. Tầm tiền thì chỉ chưa tới 2 đồng nhưng mà có một con Ford Everest như thế này đi thì thôi nó rất là tuyệt vời nha em. Đó. Xe thì có cam lùi rồi, cảm biến đầy đủ nha em, cảm biến lùi, màn hình Android. 176 triệu thì nói chung quá hợp lý em. Anh em mua về con này thì có turbo này, turbo đi rất là lợi dầu này. Con này gầm cao nữa. Gầm cao mấy thoáng. Cực kỳ lợi dầu nha em. Anh em mình mua về đổ dầu là chạy thôi chứ không biết phải làm gì nha em. Khám đăng kiểm thì rất là dài. Khám con này 206 khám 1 năm nha, khám đến tháng 7 năm 2024 luôn. Cực kỳ dài nha em. Nội thất bên trong thì cũng rất là đẹp nha, sáng. Nội thất thì sạch sẽ. Phong dáng của em nói cho anh em mới thấy cao ráo, nhìn rất là vuông, rất là ngầu nha anh em. Nhìn xe nó cực kỳ là cứng cáp luôn nha. Sơn xe anh em có thể thấy này. Rất là ít con Everest nào mà màu trắng nha anh em. Lâu lâu mới về là một con Everest màu trắng thôi. Xe thì rất là bóng bẩy nha anh em, cực kỳ đẹp rồi. Anh em mua về đổ dầu là đi thôi, không biết phải làm gì thêm về con xe nữa nha. 176 triệu nha. Sau đây thì em sẽ vào khoang nội thất cho anh em. Dòng này thì nói chung nó cũng khá là cơ bản nên là nó rất là bền. Bền bẫy cực kỳ nha anh em. Nội thất của em ở đây. Nội thất sáng sạch sẽ cực kỳ nha anh em. Đấy, thất này. Cột kèo chỉ là còn nguyên này hả? Thêm tí là còn nguyên. Bên em cam kết với anh em không đâm đụng, không ngập nước nha anh em. Nội thất bên trong xe hai màu nha, màu cam, ghế da bọc màu cam rồi. Hai túi khí hai bên nha anh em, hai túi khí hai bên. Có màn hình Android rồi. Vô lăng 4 chấu này, đầy đủ nha em. Nội ngoại thất rất là đẹp. Bật cái đèn lên cho nó sáng nha em. Nội thất bên trong đây, côn số thì nói chung là nhẹ nhàng hết nha em. Côn số nhẹ nhàng hết. Máy móc nhất cái nổ thôi. Cột kèo kính bấm ở đầy đủ nha em. Âm thanh loa đài thì rất là hay. Cái đúng này lên xuống nhẹ nhàng trơn tru mạnh như cái gì đó. Đó. Đó lên xuống nhẹ nhàng. Nội thất bên trong thì rất là đẹp như này, bọc ghế da hai màu rồi. Đó, rất là đẹp, côn số thì nhẹ nhàng cực kỳ. Đó, chạy nói chung con này chạy sướng lắm nha, máy dầu nhưng mà khi mà anh em đạp lên tốc độ cao nó em ru à hả. Camera lùi cam hành trình là dê đầy đủ này. Đó, camera lùi đầy đủ. Đó, đây một cái màn hình Android khá là to rồi. Màn hình này thì nó tích hợp đầy đủ hết nha em. Đấy. Tích hợp đầy đủ trong đây. Nhạc rồi định vị dẫn đường rồi coi YouTube là đầy đủ trong đây luôn. Máy lạnh điều hòa báo giờ này, hai dàn điều hòa nha em, hai dàn điều hòa. Đó. Hai dàn điều hòa. Đêm đây có chỗ để kính này, để học để đồ này, rất là ok nha em. Trần là trần nỉ. Nội thất da rất là sạch sẽ. Hai túi khí hai bên nha em, hai túi khí hai bên. Vô lăng tay lái thì nhẹ nhàng cực kỳ. 7 chỗ nhưng mà chạy xuống lắm em, 7 chỗ to, nhìn to như vậy thôi chứ chạy cũng nhẹ nhàng lắm. Máy dầu anh em nhìn kim máy này nổ này, em ru. Đó. Dầu nhưng mà nổ rất là giòn tiếng nha em, đều tiếng. Cam kết với anh em mình không đổ hơi này, không keo cam keo cò nha em. Xe này càng đạp lên là anh em thấy càng êm mà, anh em vô chạy thử bảo đảm anh em ghiền luôn. Đó. Hai máy dầu nha em, hai một cầu nha. Đó. Hộp thì tay hộp đổ đều rất là rộng rãi luôn. Nói chung con này thì còn khá là chất nha em, anh em vào xem xe sẽ biết được cái độ chất của em đó. Đó, còn em tả thì một phần thôi, còn màn hình Android rồi đầy đủ này.
không thiếu thứ gì. Vô lăng có túi khí đồ luôn nha anh em. Vô lăng anh em nhìn cái chỗ này nó cũng còn khá là đẹp này. Nó nhiều em nhiều đi coi cũng nhiều xe Everest ở chỗ này, nó mòn nó bằng luôn, nó không còn vân nữa nha anh em. Con này cũng chất xe cũng còn đẹp. Vân tắp lô tắp bi vẫn còn khá là đẹp nha anh em, chỉnh chu. Này là nắp cửa cũng còn sạch sẽ nè anh em thấy không? Xe nó còn liền lại. Chân ga, chân phanh, chân côn này nó vẫn còn đẹp nha. Sáng trưng. Đó, máy dầu nha anh em, máy dầu nổ rất là đều tiếng nha. Cam kết với anh em mình không đổ hơi, không kêu cam kêu cò nha anh em. Nội thất em nó sạch sẽ hết nha. Đấy. 176 triệu thôi nè. Gầm cao máy thoáng, lốp to, bánh béo, đi đồi núi, đi đường gồ ghề rất là thoải mái luôn. Đó. Ghế da cũng mới bọc cách đây có mấy tháng còn khá là mới này. Tắp bi, tắp lô anh em để thấy sạch sẽ đều nha. Cầu kèo chỉ là bên em còn nguyên nè anh em thấy không? Những cái đinh bấm của nó này nguyên si hết. Cam kết với anh chị em mình là không đông đụng và không ngập nước nha anh em. Đấy. Không đông đụng ngập nước, trần là trần nỉ này. Gió này có đầy đủ nha anh em, hai dàn điều hòa nha. Đó. Trần nỉ theo xe vẫn còn rất đẹp. Hàng ghế sau đây này cũng có hai cửa gió điều hòa này, 7 chỗ ngồi, cực kỳ rộng rãi luôn. 176 triệu anh em à, quá hợp lý anh em ơi. Anh em mua về đủ xăng là chạy. Phom dán xe rất là đẹp nha. Everest thì nó mở cúc xa, mở ngang nha anh em, nó không có mở lên như những cái dòng khác, nó mở ngang như thế này nè. Đó. Hàng ghế sau đây cũng rất là rộng rãi. Trong đây thì nó có độ đồ đầy đủ nè. Đó, độ đồ trong đây, độ mở lốp ở trong đây đầy đủ. Đó. Hàng ghế sau này thì rất là rộng rãi anh em thấy, ngồi rộng cực kỳ, mình có thể gặp lại nha anh em. Có thể gặp lại, gặp xuống để mình bỏ hàng rồi vô tư luôn. Đó, có thể gặp lại bỏ hàng. Hoặc là gặp lên như vậy nha anh em. Có thể gặp lên như thế này đấy. Dưới đây thì chân những cái chân ghế nó còn cái su rin này hả, nỉ dưới ghế là còn nguyên nha này đấy. Rất là ok, anh em mình mua về đổ dầu là chạy thôi nha, không phải làm gì thêm về con xe nữa nha anh em. Còn kệ chỉ theo xe là còn nguyên này hả, nói chung rất là đẹp, chất xe thì vẫn còn tương đối ổn nha anh em. Tem đồ cũng còn nguyên này, lề cửa sau là còn nguyên nha anh em. Xe màu trắng thì nó cũng khá là sang nha, màu đen thì nó ngầu, trắng thì nó sang trọng, nó nhìn nó không bị cũ xe nha. Mâm sau cũng là mâm phay này, năm mâm đúc này, gầm bệ theo xe đây. Gầm thì em cho phủ gầm rồi nha, phủ gầm rồi, phủ gầm cách âm rồi. Cách âm này chống mục chống rét này, vô không có tí khói anh em thấy không? Vô của em nó này, không ra khói nha, không ra khói đen á, đầy đủ xe nó trong chất, xe thì bỏ phải bàn như này, chất lượng xe thì bên em cũng kiểm tra cho anh em rồi, em chạy từ Huế về, từ Huế về Quảng Nam hơn trăm mấy cây số em cũng chạy thử trải nghiệm em nói rồi, đó, có những cái gì mà nó không ok thì bên em đều khắc phục hết cho anh em trước khi bàn giao về cho anh em. Hiện tại xe thì nó đã rất là hoàn hảo rồi, đang trong tình trạng cực kỳ hoàn hảo rồi. Anh em mua về đi sử dụng ngay luôn, đổ dầu là chạy thôi. Đó, mọi thao tác gì những gì chưa đó ok là em đã làm hết rồi. Đó, anh em nhìn nó rộng kinh khủng không? Ngồi này. Đó, cái chân làm gì duỗi tới đây, duỗi thẳng chân luôn này. Đó, còn duỗi bình thường này đó, nó rộng cực kỳ. Xe thì cũng mới cho vệ sinh rửa xong này. Lề cửa nách cửa cũng còn đẹp chất. Tắp bi tắp lô đẹp hết nha anh em. Anh em mua về đổ dầu rồi chạy thôi. Bên em cũng kiểm tra rồi cho anh em trước khi về anh em mà sử dụng rồi, chứ không có phải để về bán đâu nè. Mua từ khách hàng về, mua từ những người sử dụng về, xong rồi em phải chạy thử kiểm tra những cái gì mà nó chưa ok em sẽ khắc phục rồi mới bàn giao về trước cho anh em. Nhưng mà giờ đã quá hoàn hảo rồi, cái tầm tiền nó cũng khá là hợp lý nữa. Hai túi khí này, rồi màn hình Android này, nội thất cũng sáng cũng sạch, máy móc thì nó êm, giá máy đi. Có đèn led định vị ban ngày nữa. Đèn bi đồ đầy đủ như này. Cầu kèo chỉ này, bật một nấc đèn. Anh em thấy phom dán của em nó này, vẫn còn rất là đẹp nha. Sang, phom vẫn còn rất là ngầu nha. Này, trước này có đèn led ban ngày này anh em thấy không?
khi nào bật thì ở trong này nó mới sáng, còn bình thường thì nó sẽ sáng cái vòng ở ngoài này, nhìn nó rất là chất cái xe đó, nhìn giống như mình có thêm đôi mắt vô vậy đó. Rồi mở máy đi em. Máy móc đây nè, khô ráo sạch sẽ nha. Đó, anh em thấy cái máy không, còn sáng trưng luôn, khô ráo cực kỳ. Máy nổ dòng tay nè, cầu kè hai bên còn nguyên này. Cam kết với anh em mình không đâm đụng, không ngập nước nha. Anh em mua xe của em thì bên em sẽ cam kết bằng văn bản cho anh em, nên là anh em yên tâm. Máy móc thì đây, đó. Máy nổ em đu nha. Cam kết anh em không kêu cam, kêu cò, không đổ hơi nè. Cabo này, chỉ cabo này còn nguyên nè, đó. Cái đinh bóng của nó nha, đinh bóng nhà sản xuất còn nguyên nha anh em. Mình theo máy móc không? Máy như này nhìn quá đã luôn anh em. Rồi, bỏ xuống đi bảy. Ôi, bỏ xuống. Tắt máy đi, tắt máy đi. Mạnh xuống, bỏ mạnh xuống. Ok, anh tắt máy đi. Đó. Đèn trước là đầy đủ nha anh em. Đèn bi đồ có, đi ban đêm cực kỳ sáng luôn. Đó. Tắt đèn luôn. Tắt đèn luôn. For average nha anh em, 206 máy dầu. 206 máy dầu nha anh em. Đấy, 176 được thôi. Anh em nào cần thì alo ngay cho em. Thời buổi này thì xe cổ cũng rất là khan hiếm nha, mua cũng khó, bán cũng khó. Đó. Rất ít để có được con xe chất lượng như thế này. Đó. Anh em cân đối kỹ nha anh em. Đấy. 206 máy dầu for average, đổ dầu là chạy thôi. Xe bên em kiểm tra hết cho anh em rồi. Đó. Form dáng anh em có thể thấy đây. Form dáng Everest 206 thì nó không có form như này. Đấy. Form thì nhìn nó vuông vuông, nó cứng cáp. Nhìn nó cứng cáp mà xe. Nó chạy cầu sâu như này, một cầu chạy cầu sâu gầm bể đây. Sườn xe là còn nguyên. Đó. Không mục mọt nha anh em, không mục mọt. Bên em kiểm tra rồi, không thấy mục. Đấy. Kiểm tra bốn cánh cửa, chỉ cửa rồi chỉ cabo trước, chỉ cabo sau, không thấy đâm đụng ngập nước nha anh em. Anh em coi xe rồi, kiểm tra xe rồi, kỹ càng rồi đó. Nên mà dám cam kết cho anh em như vậy, không đâm đụng, không ngập nước. For Everest 206 máy dầu số xài đó. Anh em về đổ dầu là chạy thôi. Xe lên đèn bi rồi hết rồi, rất là đẹp rồi. Không có điều gì phải bàn cãi nữa nha anh em. Anh em nào cần thì alo ngay cho em nha, số điện thoại em để bên dưới. Còn anh em là muốn rút hồ sơ thì bên em sẽ chịu trách nhiệm rút cho anh em nha. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nhiều hơn nhé. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều.